Mới đây, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa và quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ khai trương 3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn hai quận. Cụ thể, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại công ty trách nhiệm hữu hạn siêu thị Hoàng Cầu với 60 sản phẩm của 13 doanh nghiệp đơn vị như bánh kẹo truyền thống các loại, mật ong, tinh dầu, bún, miến khô, tương ớt, nông sản vùng cao, v.v. Các sản phẩm được trưng bày trong không gian cửa hàng được kỳ vọng sẽ là nơi thu hút nhiều người tiêu dùng thủ đô biết đến, ưu tiên lựa chọn tiêu dùng. Tại cửa hàng kinh doanh B11 Kim Liên là một trong những đơn vị tích cực trên địa bàn quận Đống Đa, đã đăng ký tham gia mạng lưới điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP để góp phần quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP của thủ đô và các tỉnh đến với người tiêu dùng. Cửa hàng đã chủ động liên hệ với 20 chủ thể OCOP Hà Nội và các tỉnh, kết nối vào hệ thống của đơn vị. Còn tại quận Hai Bà Trưng, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, đã phát triển thêm một điểm OCOP tại số 180 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, do công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Phú Thiên Tân quản lý, vận hành. Đây là một trong những doanh nghiệp tích cực tham gia chương trình an sinh xã hội của thành phố. Đến nay, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP với trên 1.649 sản phẩm của 426 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đã được đánh giá và phân hạng. Trong đó, sản phẩm OCOP ngành thực phẩm có 1.071 sản phẩm, chiếm 65%. Bên cạnh đó, thành phố phát triển 60 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn 26 quận, huyện, thị xã để quảng bá giới thiệu, đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng, du khách đến với thủ đô.